Quý vị thân mến, hiện tại thì Hà Nội vẫn đang có mưa, nhưng mà các bác ở xa chưa đến được, hay là quý vị nào mưa gió chưa đi xem được, thì chỉ cần đăng ký kênh Em Thiện là cập nhật và xem được thị trường nhà đất Hà Nội rồi. Em mất hàng chục phút để quay, nhưng quý vị chỉ mất 2 giây để nhấn đăng ký kênh và bắt đầu theo dõi nhà đất thôi. Ở đây có 2 căn, một căn ngoài, một căn trong, và đây là ngõ trước nhà mình. Hôm nay thì Em Thiện có lựa chọn là quay cho quý vị căn có sân cổng riêng ở đây. Đất thổ cư sử dụng riêng của nhà mình tính từ cái cổng này vào là 38m² sổ đỏ. Thực tế thì có rộng hơn chút. Ngõ vào thì không quá lớn nhưng thẳng tắp, ngõ thông. Cách phố chỉ khoảng 20-30m thôi. Toàn bộ cái diện tích này là diện tích sử dụng riêng của nhà mình. Pháp lý sạch, sổ đỏ chính chủ, điện nước riêng biệt, đất thổ cư lâu dài 100%. Quý vị đang xem là mặt bằng tầng 1 của nhà mình nhé. Có cái sân cổng riêng như thế này cũng rất là tốt, là một điểm cộng lớn. Ở quê thì vài mét vuông không là gì đâu, nhưng ở thủ đô, ở thị thành đắt đỏ thì những diện tích sử dụng đó là rất tuyệt vời. Chúng ta có thể lợp mái kính tránh mưa để xe, rồi gia đình nào nuôi pet, nuôi thú cưng, nuôi chó mèo thì có thể để ở đấy rất là hợp lý nhé. Đối với những căn có cổng riêng này cũng rất hay. Chúng ta vừa có thể mua được nhà đất sử dụng tốt, yên tĩnh, vị trí khu phố và ngõ đẹp, nhưng giá lại mềm hơn rất nhiều so với căn mặt ngoài. Như ở đây có 2 căn thì căn mặt ngoài có mức giá trên dưới 5 tỷ. Còn căn có cổng riêng này thì chỉ đang có mức giá chào hơn 4 tỷ một chút, còn có thương lượng và có bao sang tên. Nghĩa là cùng một vị trí như vậy mà lấy căn này có cổng riêng có thể tiết kiệm ngân sách cả tỷ đồng, mà ở thì có chỗ để xe, yên tĩnh, sướng hơn. Nhà được thiết kế 5,5 tầng, tức là 5 tầng cộng với 1 tum thang. Nhiều bạn tạm gọi là 6 tầng cũng được. Như vậy thì thiết kế mỗi tầng 1 phòng thì chúng ta sẽ có 4 phòng đẹp ở các tầng là 2, 3, 4, 5. Quý vị đang xem là phòng ngủ ở tầng 2, một trong 4 cái phòng của nhà mình. Ở đây thì đã hoàn thiện trần thạch cao đẹp, có sàn gỗ, có nhà vệ sinh, cầu thang thì cũng là gỗ luôn, cửa phòng là gỗ lim. Nhà mỗi tầng một phòng nên là phòng ngủ sẽ tương đối rộng nhé. Ở đây có 2 căn thì một căn là hướng đông nam, một căn thì có cửa chính là hướng tây nam. Mời cả nhà cùng đến xem xét, chọn lựa và nghiên cứu nhé. Nhà đang hoàn thiện thôi, nên là một số hạng mục vẫn còn làm chưa xong nha mọi người. Ở đây thì mời mọi người xem kỹ hơn, cả xem cận cảnh hơn. Cửa giả rồi sàn gỗ để chúng ta chọn lựa nhé. Cái hay của ngôi nhà này còn ở chỗ là nó có ban công. Đây ban công của nhà mình đây ạ. Khá là rộng rãi, quay ra cái chỗ để xe của mình, yên tĩnh. Chúng ta có thể kê bàn ghế nhỏ để ngồi ngắm hoa, chơi chim, thưởng trà hay là hút thuốc, nó cho đỡ ảnh hưởng đến người trong phòng. Một không gian rất là chill, rất là riêng tư. Ngôi nhà ngày hôm nay thì nằm tại địa chỉ khu phố Nguyễn Huy Tưởng, Vũ Trọng Phụng, giao cắt với khu chia lô Nguyễn Như Con Tum. Ở đây thì gần nhiều tòa nhà và dự án chung cư lớn như là The Legacy, tòa nhà Hapulico và chợ thuốc, chung cư Imperial Garden hay là Gold Season 47 Nguyễn Tuân, vân vân. Phía dưới nhà mình là khu Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc đường Nguyễn Trãi. Phía trên nhà mình là khu Lê Văn Lương, Trung Hòa Nhân Chính. Phía tây là trục vành đai 3 Phạm Hùng. Phía đông là trục vành đai 2 đường Láng. Vị trí như vậy thì di chuyển tứ phía đều thuận lợi. Ở thì thích mà tiện ích thì nhiều. Ngoài căn này ra thì Em Thiện còn rất là nhiều sản phẩm nhà đất ở nhiều khoảng tiền và khu vực. Có cái thì đã đăng trên kênh, có cái thì chưa. Quý cô bác muốn mua thì vui lòng liên hệ trực tiếp số máy em 0962 802 792 để tiếp cận được nguồn thông tin nhanh nhất và chính xác nhất. Một số cái điểm khái quát em xin được nhắc lại về căn này như sau. Diện tích chính xác theo sổ đỏ là 38m², xây mới 6 tầng, có được 4 phòng rộng. Tầng nào thì cũng có vệ sinh, có sân cổng riêng. Giá thì nhỉnh 4 tỷ là chào bán có thương lượng. Ngõ thông và thẳng tắp gần phố, không có ngoặt nào cả. Quý cô bác anh chị quan tâm thì vui lòng đến xem sớm nhé. Em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.